Do không có nhu cầu sử dụng nên gia chủ cần chuyển nhượng lại thửa đất lúa với diện tích là 2.700 m², mặt tiền 64 m, chiều sâu vô là 40 m, đường là đường đất giáp với con kinh, bên kia đường là đường đá, bên phía bên kia là đường đá, đường xe máy và có cầm trụ điện rồi. Gia chủ rao bán với giá là 600 triệu và giá trên không có thương lượng, chủ bao phần giấy tờ cho quý cô chú và anh chị. Thửa đất có mặt tiền 64 m và chiều sâu vô 40 m thì nó quá trời đẹp rồi quý vị. Nếu mà quý cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này, vui lòng gọi cho em là 0987776287. Và quý cô chú và anh chị lưu ý thêm mà đây là đất lúa nha quý vị. Quý vị cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này, nếu mà muốn mua chúng ta phải test trước là chúng ta có đứng tên được đất lúa hay không nha. Rồi nếu không mà chúng ta xuống tiền mua thửa đất này mà không đứng tên được đất lúa thì nó cũng rất là khó khăn nha quý vị. Đó, bên này là đường đất. Xe máy không có đi bên này được và đi đường đối diện bên kia xong nha quý vị. Đó, đường là bên kia là đường xe máy, đường đá và đã có cầm trụ điện rồi. Phía trước là con kênh. Thì thửa đất này rất là thích cho những cái người mà người ta có ít tiền á, mua về để làm lúa hoặc là chúng ta lên phường trồng cây ăn trái. Đó, đây là đất lúa nha quý vị, lưu ý đất lúa nha. Thửa đất này là thuộc ấp 2 xã Phú Cường, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, ở đây ra trung tâm của thị trấn Mỹ Phước Tây á, thì mất khoảng tầm 3 cây số nha quý vị, khoảng 3 cây số. Đó. Thửa đất này là thửa đất lúa, diện tích là 2.700 m², chủ rao bán với giá là 600 triệu đồng, giá trên không có thương lượng và bao giấy tờ cho quý cô chú và anh chị.